Thưa quý vị, đối với các cơ sở hạ tầng mạng, về hệ thống giám sát an toàn mạng là vô cùng quan trọng, nhất là đối với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp. Tại Tây Ninh, sự ra đời của Trung tâm Giám sát Điều hành Kinh tế Xã hội tập trung được ví như là bộ não số của tỉnh với khả năng là tích hợp dữ liệu, tổng hợp, giám sát, điều hành các dịch vụ đô thị thông minh, thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hạn chế các cuộc tấn công mạng cũng như đưa ra nhiều giải pháp cho các sở ban ngành, doanh nghiệp và trong quá trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu, không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Một trong những vấn đề quan trọng để thực hiện chuyển đổi số thành công của nhiều địa phương cần tăng cường an toàn thông tin. Trước tình hình đó, Trung tâm Giám sát Điều hành Kinh tế Xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh được thành lập. Hiện nay, Trung tâm Giám sát Điều hành tập trung của tỉnh có hai phòng chức năng gồm phòng quản lý vận hành và trực để tiếp nhận ý kiến người dân được đặt tại Trung tâm Giám sát Điều hành Kinh tế Xã hội tập trung thuộc Sở Thông tin và Truyền thông với các thiết bị tập trung dữ liệu, phòng giám sát qua màn hình, phòng trực tổng đài. Trung tâm Giám sát Điều hành được thành lập với một cái vai trò chủ đạo là đơn vị chuyên môn về vấn đề kỹ thuật công nghệ tin trên địa bàn, trong đó có cái triển khai cái trung tâm IOC là trung tâm giám sát điều hành các số liệu kinh tế xã hội, trung tâm SLC nó là trung tâm giám sát điều hành cái hệ thống an toàn thông tin của tỉnh. Thì trong đó một cái vai trò rất là quan trọng của cái chuyển đổi số hiện nay đó là cái đầu mối kết nối các hệ thống cơ sở dữ liệu, các hệ thống phần mềm dùng chung để thực hiện triển khai theo mô hình tập trung trên địa bàn tỉnh của mình. Từ những ngày đầu đi vào hoạt động, trung tâm cũng đã triển khai dịch vụ đô thị thông minh với nhiều nội dung. Cụ thể, về trung tâm giám sát điều hành có hai thành phần. Triển khai trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh gọi là IOC, trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng của tỉnh gọi là SOC, được kết nối với trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý. Về dịch vụ đô thị thông minh, người dân có thể phản ánh mọi vấn đề bất cập của đô thị một cách kịp thời thông qua ứng dụng trên thiết bị di động 1022 Tây Ninh và giúp chính quyền đô thị tiếp nhận giải quyết các bất cập nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Với hệ thống SOC, người dùng có thể tiếp cận với các giải pháp tổng thể đa tầng nhiều lớp nhằm phát hiện và giải quyết triệt để các mối nguy hại. Hệ thống này liên tục rà soát, phân tích, báo cáo và ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng, đồng thời ứng phó với bất kỳ sự cố nào xảy ra với máy tính, máy chủ và trên mạng mà nó giám sát. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, trong năm 2021, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh với việc sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin được triển khai như văn phòng điện tử, e-gov, hộp không giấy, một cửa điện tử. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Giám sát Điều hành là đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh triển khai các giải pháp, bảo đảm các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh như hiện nay đã có đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh là lực lượng ứng cứu nòng cốt khi có sự cố an toàn thông tin xảy ra. Có kiểm tra đánh giá thường xuyên hàng năm nhằm phát hiện các lỗ hổng, điểm yếu an toàn thông tin trong hệ thống, kịp thời khắc phục. Hệ thống giám sát an toàn mạng SOC theo dõi hệ thống 24/7 nhằm kịp thời phát hiện những hành vi bất thường gây nguy hại cho hệ thống, có kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát về Trung tâm Giám sát Không gian mạng quốc gia. Một trong các khuyến cáo mà ở trung tâm đưa ra đó là khi sử dụng máy tính, điện thoại thì nên cài đặt đầy đủ các hệ thống phần mềm ngăn chặn diệt virus. Cái thứ hai đó là để ý các cảnh báo và các nguy cơ bị tấn công mạng, đặc biệt là các nguy cơ lừa đảo trong thời đại mới hiện nay. Cái thứ ba mà người dùng cần sử dụng đó là tuân thủ các nguyên tắc sử dụng trên mạng xã hội. Vì trên mạng xã hội khi chúng ta thực hiện tương tác mà chúng ta không nắm rõ quy định luật thì sẽ dễ bị vi phạm. Bên cạnh những biện pháp thụ động, Trung tâm Giám sát Điều hành Kinh tế Xã hội tập trung còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm chủ động ngăn ngừa các nguy cơ mất an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh như thường xuyên đánh giá hệ thống mạng và máy tính tại các đơn vị, thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin và cả cán bộ công chức nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức về an toàn thông tin, tổ chức và tham gia các cuộc diễn tập ứng cứu sự cố với tình huống thực tế.